quy tụ hàng nghìn chuyên gia, đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực nhập khẩu, sản xuất, thương mại và ăn uống. Coffee Tea Cacao Russian Expo là một trong những sự kiện lớn nhất tại Nga trong lĩnh vực đồ uống. Diễn ra từ ngày 12 tới ngày 14 tháng 4 tại Moscow, Nga, hội chợ năm nay thu hút hơn 170 công ty tham gia giới thiệu sản phẩm, kết nối hợp tác. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm đến với thị trường Nga, vốn được xem là có nhiều tiềm năng. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4 tại Moscow, hội chợ Coffee Tea Cacao Russian Expo đã có hơn 150 sự kiện được lên kế hoạch, tập trung đánh giá, phân tích, thảo luận về những cơ hội cho các doanh nghiệp đồ uống tại thị trường Nga. Như mọi năm, các nhãn hàng cà phê tiếp tục lôi cuốn thực khách. Theo một cuộc khảo sát gần đây thì 50% số người Nga được hỏi cho biết họ uống từ 2 đến 3 tách cà phê mỗi ngày. Trong khi đó thì hơn một nửa số người khẳng định là không có ý định từ bỏ thói quen này. Dù cuộc khảo sát liên quan những người tuân thủ lối sống lành mạnh và dinh dưỡng đầy đủ, những con số rất là khả quan. Song để thực sự chinh phục cái thị trường Nga thì các doanh nghiệp cà phê Việt Nam vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Thanh Thể, phóng viên Truyền hình Nhân dân từ Liên bang Nga. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê từ Việt Nam sang Nga trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 75,4 triệu đô la Mỹ, tăng 76,1% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh nghiệp hai nước nhận định vận chuyển và thanh toán vẫn là vấn đề cần giải quyết trước mắt để sản phẩm của Việt Nam, trong đó có cà phê, đến nhiều hơn với tay người tiêu dùng Nga.